Vâng, Nha Trang chúng tôi mến chào cả nhà. Thì sau đây mình xin tổng hợp lại giấy tờ lưu thông trên đường và các hoạt động khác trên địa bàn thành phố Nha Trang. Thì họ chia thành 6 nhóm đối tượng. Thì sau đây mình sẽ xin đọc là từng nhóm đối tượng cho các bạn nghe. Đối tượng đầu tiên đó chính là đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, phóng viên, nhà báo thì xuất trình các loại giấy tờ sau: một thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành hoặc thẻ công tác hoặc giấy tờ xác nhận do thủ trưởng cơ quan đơn vị cấp áp dụng đối với vùng xanh. Riêng đối với vùng vàng, bổ sung giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc giấy xác nhận đã tiêm ngừa COVID-19 ở mũi thứ hai sau 14 ngày, hoặc người có điều trị bệnh COVID-19 đã hoàn thành và hoàn thành việc là cách ly theo quy định. Nhóm thứ hai là đối với nhân viên, người lao động của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hàng hóa thiết yếu, cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động theo quy định, xuất trình 3 loại giấy tờ sau: giấy xác nhận công tác do thủ trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp cấp, căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm ngừa vaccine COVID-19 mũi thứ hai sau 14 ngày, hoặc là người đã điều trị COVID khỏi và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Số 3 là đối với tình nguyện viên, tổ chức, cá nhân cứu trợ nhân đạo, xuất trình 3 loại giấy tờ sau: giấy xác nhận công tác do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp, căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm ngừa COVID-19 ở mũi thứ hai sau 14 ngày, hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. 4 là đối với người đi tiêm vaccine. Đối với người đi tiêm vaccine thì chỉ trình bày 2 loại giấy tờ sau, đó chính là giấy mời đi tiêm hoặc tin nhắn qua điện thoại có hẹn lịch tiêm chủng, và thứ hai đó chính là căn cước công dân hoặc là giấy chứng minh thư nhân dân mà thôi. Số 5 là đối với lực lượng tổ cứu trợ, xuất trình 2 loại giấy tờ sau: giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm ngừa vaccine COVID-19 ở mũi thứ hai sau 14 ngày, hoặc là bị COVID-19 nhưng mà đã được điều trị khỏi bệnh và hoàn thành thời gian giãn cách theo quy định. Và đối tượng cuối cùng là nhóm số 6, đối với người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, các đơn vị khác thì xuất trình 3 loại giấy tờ sau: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, bản cam kết thuộc thôn, tổ, vùng xanh hoặc là vùng vàng theo biểu mẫu số 1, giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm ngừa COVID-19 ở mũi thứ hai và sau 14 ngày, hoặc là bị COVID 19 nhưng mà đã được điều trị khỏi bệnh và thực hiện thời gian cách ly theo đúng quy định. Trên đây là những giấy tờ cần thiết cho từng nhóm đối tượng ở tại khu vực Nha Trang để các bạn có thể đi lại một cách là an toàn và hiệu quả. Vâng, Nha Trang tôi sẽ cập nhật những tình hình mới nhất tại Nha Trang cho các bạn nghe vào cái thời gian sắp tới. Nha Trang chúng tôi mến chào cả nhà.